Sau 3 ngày tranh tài với tinh thần vui để học tốt, vui để sáng tạo để cống hiến và tỏa sáng, cuộc thi câu lạc bộ văn toán tuổi thơ toàn quốc đã bế mạc vào sáng nay. Dự bế mạc và trao giải cuộc thi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Câu lạc bộ văn toán tuổi thơ toàn quốc năm 2024 có sự tham gia của 26 đoàn với 25 đội tiểu học, 19 đội trung học cơ sở với 440 thí sinh đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Các em học sinh tham gia thi hai nội dung, thi cá nhân và thi tiếp sức văn toán thuộc phần thi đồng đội. 12 đội đạt số điểm cao nhất vòng thi tiếp sức văn toán của mỗi cấp học sẽ tham gia vòng thi du lịch văn toán. Hai phần thi đồng đội môn toán của hai cấp học có đề thi bằng tiếng Anh. Theo đánh giá của ban tổ chức, qua cuộc thi cho thấy các em học sinh đã nắm vững kiến thức môn học một cách có hệ thống, có sáng tạo và kết nối với thực tế cuộc sống, biết phối hợp làm việc nhóm. Cuộc thi là dịp để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển mầm non văn học và toán học, khơi dậy phong trào dạy học văn toán trong các nhà trường. Kết quả, ban tổ chức đã trao 49 huy chương vàng, 93 huy chương bạc, 143 huy chương đồng và 77 giải trưởng vòng cho các cá nhân đoạt giải, trao 6 cúp vàng, 8 cúp bạc và 10 cúp đồng cho các đội thi. Được biết, câu lạc bộ văn toán tuổi thơ toàn quốc năm 2025 sẽ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.